Facebook và Google đang mắc kẹt trong một cuộc chiến tỷ đô nhằm định hình tương lai. Cả hai đang chi tiêu điên cuồng vào các công nghệ mới. Mục tiêu của họ không khác gì ngoài việc chuẩn bị cho phương án B khi mảng kinh doanh cốt lõi bị sụp đổ. Đó là lý do vì sao Facebook chấp nhận bỏ hàng tỷ đô la vào một mạng chia sẻ hình ảnh Instagram, phần mềm nhận diện khuôn mặt, ứng dụng nhắn tin WhatsApp, cho tới công ty chuyên về công nghệ thực tế ảo Oculus. Đối trọng với Facebook là Google, gã khổng lồ tìm kiếm Internet đầu tư cả núi tiền và xe hơi không người lái, thiết bị thông minh đeo trên người, Google Glass, Android Wear, và gần đây nhất là việc thâu tóm Nest, công ty chuyên sản xuất thiết bị gia dụng thông minh. Laura Didio, chuyên gia phân tích tại hãng tư vấn ITIC, nhận định Facebook và Google là hai vị thần công nghệ đang mắc kẹt trong cuộc chơi độc quyền nhằm đoạt lấy tài sản sáng giá nhất để duy trì và mở rộng sự thống trị lên đối thủ cũng như những người khác. Những quyết định đầu tư đều có giá trị dài hạn. Chưa một món hàng nào giúp họ mở rộng ngoài mảng kinh doanh cốt lõi. Cả Facebook và Google đều kiếm khoảng 90% từ quảng cáo trong năm 2013. Mua Oculus, Facebook đặt cược vào làn sóng công nghệ mới mà chủ lực là thiết bị dạng đeo. Google cũng tương tự với kính Glass và nền tảng đồng hồ Android Wear. Câu hỏi lớn đặt ra là Facebook đã mua đúng món hàng mình cần mua hay chưa? Tại cuộc họp với các nhà phân tích, Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg khẳng định rằng anh tin vào công nghệ thực tế ảo sẽ trở thành nền tảng giao tiếp trong tương lai. Tuy nhiên, Oculus không giống với phần lớn thiết bị dạng đeo. Nó hữu hiệu với game thủ, song công dụng chưa được kiểm chứng trong thường nhật. Chúng ta chưa thể hình dung ra giá trị của nó trong tương lai như những sản phẩm của Google. Oculus sở hữu nhiều ứng dụng thú vị và ấn tượng, song ngay vào lúc này nó bị cô lập và giới hạn năng lực. Ron Gruia, chuyên gia phân tích của Frost & Sullivan, nhận xét. Ngay cả khi nó không thành công, ván bài này dường như là không quá ảnh hưởng đến Facebook khi thực tế hẳn chỉ chi 400 triệu đô la tiền mặt cho Oculus. Phần còn lại là cổ phiếu. 400 triệu đô la chỉ là tỷ lệ quá nhỏ so với 11,5 tỷ đô la Facebook đang có. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh lạnh với Google, Facebook không thể mạo hiểm. Google có 59 tỷ đô la tiền mặt và từng thất bại trong một số thương vụ, điển hình là Motorola Mobility. Google mua lại công ty này với giá 12,5 tỷ đô la trong năm 2011, nhưng sau đó bán tống, bán tháo với nhiều tài sản. Gần nhất là bán lại mảng kinh doanh smartphone của Motorola cho Lenovo với giá chỉ 3 tỷ đô la. Sứ mệnh của Google cũng rộng hơn mục tiêu kết nối mọi người của Facebook. Vì vậy, dù có thể làm vài vụ điên rồ như với Oculus, Facebook không có được sự thoải mái như Google. Các nhà đầu tư thể hiện sự bất đồng với quyết định đầu tư này khi giá cổ phiếu Facebook giảm thêm 3%. Dù vậy, hai công ty vẫn đang được tôn trọng vì tự biết mình không thể ngủ quên trên chiến thắng, cũng như không có gì kéo dài mãi mãi. Nhiều doanh nghiệp từng là ông lớn của làng công nghệ đều đã phải chạm đất khi không thể theo kịp làn sóng công nghệ mới.